Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Techcombank xảy ra tai tiếng, giật hụi khách hàng. Ngân hàng thương mại là một doanh nghiệp, họ vẫn có sản phẩm đầu vào và đầu ra như mọi doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, sản phẩm đầu vào và đầu ra của họ chính là tiền. Ngân hàng vay tiền của người gửi và đem đẩy cho vay. Vì sản phẩm của họ là kinh doanh tiền nên doanh nghiệp được phép kinh doanh ngành ngân hàng phải đảm bảo uy tín để người mở tài khoản không bị mất tiền vô cớ. Đó là tiêu chuẩn cực kỳ quan trọng đối với ngân hàng. Chính vì nhận tiền của thiên hạ nên doanh nghiệp nào muốn kinh doanh loại hình ngân hàng thì phải có vốn rất lớn, phải được ngân hàng nhà nước điều hành theo cơ chế đặc thù, không giống với bất kỳ loại hình kinh doanh nào khác và phải có loại hình luật pháp đặc biệt cho nó hoạt động để đảm bảo quyền lợi của người dân và người gửi tiền. Đây là hình ảnh phòng giao dịch của ngân hàng Techcombank. Loại hình chơi hụi cũng là hình thức lấy tiền của người gửi giao cho người vay, nhưng vì không có luật pháp quy định và không chịu sự điều hành của ngân hàng nhà nước nên hiện tượng giật hụi xảy ra thường xuyên. Lúc đó người gửi tiền sẽ mất trắng mà không ai chịu trách nhiệm cả. Ngân hàng không thể thực hiện hành động giật tiền của khách hàng để mở tài khoản. Nếu họ giật tiền của chủ tài khoản thì những thực chất họ chẳng khác nào các chủ hụi ở ngoài chợ. Người ta tìm đến ngân hàng mà không chơi hụi là để né tránh bớt rủi ro do bị giật. Tuy nhiên, ở Việt Nam đã xảy ra hiện tượng tài khoản của khách hàng tại một ngân hàng bị chuyển đi mà chủ nhân không hề có giao dịch gì với những người nhận tiền. Nghĩa là ngân hàng tự lấy tiền của khách hàng để chuyển đến tài khoản khác mà không có sự đồng ý của chủ tài khoản. Trường hợp này, nói cho cùng, đó là hành động giật tiền của người gửi, giống như các chủ hụi ngoài chợ vẫn thường hay làm. Ngân hàng không thể để xảy ra hiện tượng như vậy. Nếu có chi nhánh làm sai thì phải xử lý giám đốc chi nhánh đó. Nếu nhân viên làm sai thì phải xử lý nhân viên và phải khắc phục hậu quả để tránh mất uy tín cho ngân hàng. Hầu hết người dân chọn gửi tiền vào ngân hàng mà không chơi hụi là bởi uy tín của ngân hàng, khác với uy tín của chủ hụi. Uy tín gắn liền với thương hiệu. Nếu ngân hàng đánh mất uy tín thì tất nhiên thương hiệu cũng mất. Thương hiệu mất thì cái họ mất nhiều hơn là cố lấp liếm lấy thịt đè người khi nạn nhân của họ đi khiếu nại ngân hàng. Đây là hình ảnh ngân hàng không thể để mất an toàn cho người gửi như đường dây hụi được. Vào ngày 6 tháng 4, trên trang Facebook của Hoa hậu Oanh Lê cho biết chị đã mở tài khoản tại ngân hàng Techcombank từ năm 2019. Thắc mắc về việc tài khoản của chị vô cớ bị chuyển tiền cho người khác mà chị không có đặt lệnh giao dịch, chị đến chi nhánh ngân hàng Techcombank ở 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh để tra soát lại về số tài khoản lạ. Những tài khoản này đã lấy mất từ tài khoản của chị số tiền lên đến 2,3 tỷ đồng. Chị xác nhận là chị không hề quen biết chủ những tài khoản đó và hoàn toàn không có bất kỳ giao dịch làm ăn nào. Phía chi nhánh của ngân hàng Techcombank xác định vấn đề này không thuộc phạm vi xử lý của họ. Theo chị Oanh, nhân viên chi nhánh ngân hàng đã không thực sự hợp tác với chị. Tài khoản của cá nhân như là một khu vực riêng tư, nếu chủ nhân không đặt lệnh chuyển tiền thì ngân hàng không có quyền can thiệp vào. Nếu thực sự ngân hàng có thể can thiệp vào tài khoản cá nhân và tự ý chuyển tiền của khách hàng cho người khác thì điều này chẳng khác nào hành động ăn trộm. Anh đã tự ý vào nhà người ta lấy tiền mà không được phép của gia chủ. Đây là hình ảnh chia sẻ của Hoa hậu Oanh Lê. Đây là phản ánh của phía Hoa hậu Oanh Lê. Nếu phía ngân hàng bị hàm oan thì họ có quyền đưa ra bằng chứng chứng minh rằng những giao dịch đó là do chủ tài khoản đặt lệnh. Phía Hoa hậu thì lại khẳng định không đặt lệnh giao dịch gì với tài khoản móc túi kia. Còn phía ngân hàng thì bước đầu họ có thái độ thoái thác bất hợp tác. Trường hợp này không khỏi làm cho người dân đặt dấu hỏi về những uy tín của ngân hàng thương mại này. Phải chăng ngân hàng Techcombank giờ đây hành động như một chủ hụi chứ không phải là một ngân hàng thực thụ như mong đợi của khách hàng? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Techcombank xảy ra tai tiếng, giật hụi khách hàng. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cái chết bí ẩn của cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh uẩn khúc gì đây?
Vào ngày 20 tháng 11, báo chí đưa tin ông Hứa Ngọc Thuận, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã qua đời vì tai nạn. Nghĩa là ông Thuận chết đang trong lúc khỏe mạnh, chết tai nạn chứ không phải bị đột quỵ. Được biết ông Hứa Ngọc Thuận, 67 tuổi, từng là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2009-2016, thời mà ông Lê Hoàng Quân làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân cái chết của ông là do té ngã tại nhà riêng ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đã qua đời, hưởng thọ 67 tuổi. Đây là hình ảnh thông tin về cái chết của ông Hứa Ngọc Thuận. Ông Hứa Ngọc Thuận làm phó trong Lê Hoàng Quân từ năm 2009. Tuy nhiên, ông Thuận không bị dính vào vòng lao lý vì phải gánh tội cho ông Lê Hoàng Quân như Nguyễn Hữu Tín. Ông Nguyễn Thành Tài bởi vì lĩnh vực mà ông Thuận phụ trách là giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể dục thể thao, xuất bản, báo chí, y tế, quản lý dược, lao động và thương binh xã hội. Trước khi làm phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hứa Ngọc Thuận là ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị Nam Sài Gòn. Vào năm 2020, liên quan đến tiêu cực chậm đấu thầu thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh khiến 80 tỷ đồng bị kẹt. Ông Hứa Ngọc Thuận lúc đó đã về hưu, ông nói rằng ông đã có giải trình với kết luận của thanh tra chính phủ về việc hai lần cho phép các cơ sở y tế mua thuốc, sắm thuốc trực tiếp trong khi chờ đấu thầu tập trung vào năm 2012-2013. Điều đặc biệt là ông nói rằng tôi không quen biết doanh nghiệp nào để ưu ái cho ai. Đây là hình ảnh sai phạm của ông Hứa Ngọc Thuận thời ông làm phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Cái chết của ông Thuận làm cho xã hội nghi ngờ. Đây lại là một cái chết rất khó hiểu. Điều đang nói là báo chí chỉ nói là tai nạn tại nhà mà không đề cập đến chi tiết tai nạn cụ thể ra sao. Nói chung, ở nhà mà bị tai nạn dẫn đến thiệt mạng là xưa nay rất hiếm. Đặc biệt là khu đô thị Phú Mỹ Hưng là khu cao cấp, môi trường sống an toàn. Trong lúc vụ án Vạn Thịnh Phát đang bị điều tra, đã có nhiều cái chết liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Chính vì thế, một cái chết đột ngột và lý do mơ hồ rất khó chấp nhận đã làm cho các thuyết âm mưu lan truyền khắp nơi. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, chưa có bằng chứng nào cho thấy ông Hứa Ngọc Thuận chết có liên quan đến đại án mà ông xã hội đang quan tâm. Ông Thuận đã từng bị cho là tắc trách trong công tác quản lý ngành y tế vì để 80 tỷ bị kẹt và thuốc không đến được với bệnh nhân. Tiêu cực này so với những tiêu cực quan chức khác thì không thấm vào đâu. Ông Hứa Ngọc Thuận từng là trưởng ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị Nam Sài Gòn, khu dân cư dọc theo trục đường Nguyễn Văn Linh với chiều dài khoảng chừng 22 km, trong đó bao gồm cả khu Phú Mỹ Hưng, nơi ông ở. So với khu Thủ Thiêm thì khu Nam Sài Gòn ít có điều tiếng hơn và hiện nay chưa có vụ án nào nhằm tới sai phạm của khu vực dân cư này. Đây là hình ảnh có lẽ ông Hứa Ngọc Thuận cũng bị tai nạn như ông Lê Hòa Bình. Hồi cuối tháng 3, ông Lê Hòa Bình, 52 tuổi, phó chủ tịch thường trực của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng qua đời vì tai nạn xe ô tô khi ông đang đi đến Bến Tre dự lễ khởi công cầu Rạch Miễu 2. Xe chở ông Bình bị tai nạn ở cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua huyện Bến Lức, Long An. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ô tô bị nổ lốp, tông vào giải phân cách. Ông Bình sau đó chết tại bệnh viện Chợ Rẫy. Có lẽ cái chết của ông Thuận cũng tương tự như cái chết của ông Bình là tai nạn thật. Bởi vị trí mà ông Thuận phụ trách thời còn làm phó cho ông Lê Hoàng Quân, không dính đến đất đai. Mà hầu hết những đại án lớn, những sai phạm lớn của các quan chức là dính đến đất và nhà. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với các bản tin cái chết bí ẩn của cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh uẩn khúc gì đây. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.